Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày 27 tháng 1, tuyết đã bao phủ vùng Jerusalem và khu vực phía đông Địa Trung Hải sau khi một cơn bão tuyết hiếm hoi biến thành phố Thánh Địa thành một miền cổ tích trắng xóa. Đợt tuyết rơi hiếm hoi này đã mang lại cảm giác thích thú cho người dân tại Jerusalem nhưng gây khó khăn cho những người di cư Syria. Cơ quan khí tượng Israel cho biết tuyết rơi dày từ 15 cho tới 25 cm trong đêm 26 tháng 1 đã khiến các tuyến đường cao tốc chính tắc nghẽn. Các trường học ở Jerusalem, miền Bắc Israel và cả vùng bờ Tây cùng nhiều văn phòng cơ quan chính quyền Palestine đã phải đóng cửa. Tương tự thì nhiều tuyến đường ở thủ đô Amman, Jordani cũng bị tắc nghẽn vì tuyết rơi dày đặc. Ai Cập cũng đã trải qua mùa đông lạnh nhất trong nhiều thập kỷ với nền nhiệt giảm xuống thấp hơn nhiệt độ trung bình hàng năm từ 7 đến 8 độ C. Bão gây ra các cơn sóng cao tới gần 6 mét, gián đoạn mọi hoạt động vận tải biển ở Đông Địa Trung Hải. Cơn bão tuyết trước đó đã quét qua thủ đô Athens của Hy Lạp và thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong sinh hoạt của người dân ở các vùng vốn quen thuộc với thời tiết nắng nóng. Thưa quý vị, ngành hàng không quốc tế đang dục dịch trở lại sau chuỗi ngày dài mùa đông. Những chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên cũng đã được nối lại. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành cùng với sự xuất hiện của biến thể Omicron, nhưng khắp châu Á thì các hãng hàng không, các sân bay lớn đang lên kế hoạch cụ thể để đón khách quốc tế an toàn và sớm nhất. Ngay từ những ngày đầu tháng 1, Singapore tuyên bố khẩn trương mở cửa lại biên giới và hướng tới thiết lập nhiều thỏa thuận du lịch miễn cách ly. Tuyên bố này là tin vui với cả du khách lẫn những lao động xa xứ như cô Tania, người Singapore sống tại Jakarta, Indonesia. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là tôi sẽ được gặp lại bố mẹ. Tôi rất vui khi có thể bay về mà không cần phải cách ly. Hiện sân bay Changi triển khai phân luồng du khách, chỉ những người nhập cảnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ lữ hành mới được phép vào sảnh đến của sân bay. Tại đây cũng thiết lập các kiosk làm thủ tục bay và làn nhập cảnh tự động với công nghệ nhận dạng khuôn mặt, mống mắt để thay thế cho quét vân tay truyền thống. Quá trình nhập cảnh vào Singapore tại sân bay đã dễ dàng hơn nhiều. Tôi không cần phải cách ly 7 ngày nữa. Từ cuối năm 2021, Singapore đã cho phép người tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ nhập cảnh vào Singapore mà không cần phải cách ly. Những quy định xét nghiệm cũng đã được nới lỏng vào dịp Tết khi lượng người đi lại nhiều hơn. Giống với Singapore, các sân bay của Hàn Quốc cũng đã nới lỏng các hạn chế phòng dịch. Theo đó, hành khách có thể lên các chuyến bay quốc tế nếu đã tiêm chủng đầy đủ ít nhất 2 tuần trước thời điểm bay. Riêng khách đến từ Singapore không cần phải cách ly nhờ vào chương trình bong bóng du lịch. Nhìn vào tình hình tại Hàn Quốc, mọi người đều đảm bảo giãn cách và đeo khẩu trang. Điều này cũng giống như tình hình ở Singapore, nên chúng tôi quyết định chọn Hàn Quốc là điểm đến của mình. Nhiều hãng hàng không lớn tại châu Á như Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thái Smile và Korean Air đều nhanh chóng triển khai hộ chiếu vaccine IATA, nối lại đường bay quốc tế nhằm bắt kịp với quá trình mở cửa. Để có thể đến bất cứ nơi đâu trong tình hình hiện tại, bạn cần phải có chứng nhận test âm tính SARS-CoV-2, chứng nhận đã tiêm vaccine. Chính vì vậy, IATA Travel Pass là một công cụ điện tử tích hợp đầy đủ những thông tin đó, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian. 2022 có thể tiếp tục là một năm đầy thách thức cho ngành du lịch toàn cầu, nhưng với những nỗ lực phục hồi các đường bay quốc tế an toàn mà nhiều nước hiện nay đang thực hiện, thì chắc chắn thị trường du lịch sẽ khởi sắc trở lại như thời điểm trước dịch.